Rồi, 5 phút tập bụng, giảm mỡ tại nhà nha. Cứ 30 giây nhé, anh đổi bài nha. Đầu tiên, vô. Nhảy dây. Nhảy hai chân cùng lúc nha. Nhịp nhàng nhảy bằng mũi chân. Xoay bằng cổ tay. Nè, nhìn cổ tay nè. Xoay nha. Rồi, cứ 30 giây mình sẽ đổi bài nha. Các bạn sẵn sàng tập tiếp nha. À, lấy dây ra tập động. À, các bạn có thể vừa tập vừa nói chuyện với mình cũng được. Nhưng mà nhớ nhớ là giữ đều nhịp thở nha. Thì nhìn 3, 2, 1. Rồi. Rồi, để dây xuống, vô. Rồi, cuộn bụng nè. Thông cảm đi. Thông cảm sao đây? Cứ 30 giây chúng ta sẽ bỏ bàn nha. 3, 2, 1. Rồi, cứ dậy, chị nghe tiếp nha. Vừa giãn mỡ vừa săn chắc vừa đốt cái bụng chưa? 30 giây nhảy dây. À, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng nhảy liên tục trong 30 giây mà không dắt. Rồi, bạn nào dắt thì yêu cầu là tắt video tập ở đây rồi nha. Tại vì đây là một bài tập, một thử thách để các bạn giảm mỡ, tăng sự tập trung. Các bạn phải vừa tập trung vừa thư giãn. Đó, nếu như mình đang vừa tập trung vừa nói chuyện các bạn vừa thư giãn thì nhảy dây. Bởi vì nếu các bạn có tập trung và các bạn nhảy dây các bạn sẽ bị dắt cái dây. Nên các bạn 3, 2, 1. Rồi, xuống, bụng tiếp. Cuộn lên, xét lên. Đầu ấm dịnh nóc nha. Gòn bụng nè, gòn cái bụng nha. Chân nhịp nhàng, đảo chân. Đó. Rồi, quy tắc là cũng vừa nhảy dây vừa thư giãn. Giữ đều hơi thở các bạn nha, hít thở. Đó, nhịp nhàng cái chân vậy thôi. Rồi, vậy dài nó có buồn ra, để nó cũng ra được quan tâm. Quan trọng là chúng ta sẽ nhảy 30 giây liên tục, chúng ta không chấp. Cố gắng nhịp nhàng cái chân. Hai bắt tay, quay, thông, đủ 2, 1. Đều, rồi, vô, đạp xe liên tục chứ không nha. Rồi. Giảm, hơi giữ lại xíu à, rồi. Và trong này các bạn đừng có tập nhanh nha. Tập chậm hơn nó sẽ vô hơn. Tập đi, không được ăn gan. Mở quá. Mới có 10 giây thôi. À, nhanh lên. 3, 2, 1. Cái áo ra. Rồi, tiếp tục nha. Nhảy dây nè. Mới có 3 phút rồi. Rồi, thế này chúng ta sẽ bắt đầu. Ờ, tăng nắp lên chút. Để dạy cực kỳ tốt cho các bạn giảm mỡ nha. Ba, hai, theo nhịp của mình nha, tính dây nha. Rồi, vô, bụng tiếp. Có 10 giây thôi. Dỗi chanh hết ra. 3, 2, 1. Tiếp tục nhảy. Hiệp cuối nào. Dây dày bộ tụt thì tụt cả dây dày. Không được, bạn đồng tác này nó bị dắt á. Rồi, cho các bạn nghỉ 30 giây á. Rồi, còn mấy giây nữa là hết 30 giây rồi. Hết 30 giây là lỗ 30 giây hả? À, còn mấy giây? Còn hàng 10 giây. Rồi, rồi tiếp theo là chạy nâng cao đùi với tốc độ cao nha. Bài này sẽ khó đó. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi, 3, 2, 1, vô. Vô. Tiếp đi, 10 giây thôi. Cao đùi lên nào. Cao đùi thì dắt dây. Rồi, cái dây là quay đã không? 3, 2, 1. Rồi.
Mới có 15 giây thôi. Tới chừng nào nó hết 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 ngồi nói nổi. Ba hai một rồi đó hả? 6 phút rưỡi luôn hả? À, 6 phút rưỡi nghỉ 30 giây mà nên là đủ phút. Tập hông xuống đúng rồi, vô bụng này ha. Nói gì đi. 3 2 1. Ok. Vừa rồi là bài tập nhảy dây. Vậy tại sao mình phải tập tốc độ cao vậy? Đây cái sợi dây. Đây. Tên của nó là dây kim loại dạng mỡ của Ryan Fitness. Rồi mình có làm nhập trực tiếp từ nước ngoài là ha. Tay cầm bằng kim loại rất là chắc. Thả xuống nó sẽ không bị bể. Nó tránh trường hợp thay vì những cái đồ nhựa mấy chục trăm ngàn các bạn tập nó dễ dàng bung ra. Thêm nữa, hàng tại này nó chất lượng bởi vì khi các bạn quay nhanh á, cái dây nó không bị quấn, bởi vì cái thân của nó cấu trúc bên trong á nó là kim loại 3 ly và phía ngoài nó có bọc nhựa. Ngoài ra ở đây các bạn có thể thấy là cái khối bỏ tay anh ổ bi, cái chỗ này nè nó là cái ổ bi, nó xoay, nó sẽ giúp các bạn tối đa cái tốc độ xoay ở đây. Và ở đây là một cái ổ bi gọi là bi mắt trâu, trục quay bi mắt trâu. Giữ yên. Rồi đây là một cái dạng kết cấu về cái kỹ thuật cơ khí giúp cái dây nó xoay được cái tốc độ rất là cao và xoay đa hướng, nó không bị dắt. Nên đây là một dụng cụ giảm mỡ săn chắc, xen kẽ những cái bài tập bụng, nhưng mình sẽ có một cái series hướng dẫn chi tiết rất nhiều bài tập về cái dây này. Rồi các bạn có thể bắt đầu đặt mua nó trên fanpage của Ryan Fitness. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Ryan Fitness.